số xin chào các bạn, chào quay trở lại kênh của tình. Video này tôi xin hướng các bạn là Tedpon để nhận cổng chiếu hôm 8 của con máy Vivo i93 nhé, con này i93 mã Qualcomm. Chúng ta sẽ chọc vào sim ra, tháo nắp lưng nhé. Bây giờ chúng ta đây, cái điểm tay phone của nó là hai cái điểm này nhé. Chúng ta sẽ đây, ta sẽ cắm cái đầu này trước, USB cắm đầu này, ta sẽ dí vào đây, rồi chúng ta sẽ cắm máy tính và nó sẽ nhận cái cổng chiếu hôm 8 nhé. Đó là cái điểm tay phone của bạn nhé. Đây, mình tháo cho các bạn xem. Con này nó đang bị khóa mật khẩu. Đây nha. Chính xác mình chỉ chính xác cho các bạn hai điểm này. Đây, chúng ta thấy dùng nhíp hoặc cái gì cứ sắp cho nó truyền vào nhau rồi được. Chích hai cái điểm này, dí hai cái điểm này, hai cái điểm này như này, xong các bạn cắm USB là nó nhận cổng chiếu hôm 8, không phải ấn gì cả. Đấy là cách tay phone của con máy Vivo i93 nhé. Rồi, video mình tạm dừng tại đây. Và nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Chào các bạn.